cái thằng ăn cái gì mà nó đẹp lòng lộn. Anh Thành nói em, Thành ơi, hay là bây giờ em sửa được không Thành? Thay vì hai cái thằng thì em nói luôn ba cái thằng cũng được. Không, chỉ có hai thôi. Bỏ đi anh Nghĩa. Dạ. Nếu mà nói ba phải nói vậy nè. Hai cái thằng đẹp mà sao ba nó xấu dữ vậy? có ba trong đó. À, Vinh ơi. Dạ. Tại sao con đẹp như vậy? Dạ, con đẹp là một phần là con giống ba Tiến Luật và con giống mẹ Thu Trang á. Đừng đi. Xạo sự. Xạo sự. Cái thằng này ngang là nó xạo lắm á. Nó vô rồi chưa gì là nó mồm miệng rồi đó. Tú ơi, tại sao Tú lại đẹp như vậy? Nói cho đúng nha, mày hay qua nhà tao ăn cơm đó. Sao Tú? Không lẽ bây giờ nhờ ăn cơm nhà Thu Trang mà em đẹp sao Tú? Tụi em bị cái gì vậy? Hả? Tụi em bị thế lực gì kìm hãm tụi em lại để phải nói là những lời đó? Em chưa có trả lời. Ok, mời nói em. Nói đi. Nét đẹp của em là giống là gộp anh Trường Giang và anh Trấn Thành cộng lại. Em nói nghe là Tú xạo nó phải có căn nha. Xạo mà không có căn cứ gì tao tán rớt mất kiếm nha. Tú, Tú, anh với Trấn Thành đâu lấy nhau được. Nội mà vô mà đeo cái mắt kiếng mà Trường quay là tôi thấy sai rồi. Không sao. Có thấy đường đi không? Thời trang của ta vậy mà. Chọn người ta đi hát đúng hay hát trật. Mà đeo cái mắt kiếng là mờ con mắt là thấy cái gì nữa mà chọn. Đúng chưa? Lát em chọn em. Làm thêm sai chưa? Không có sao hết trơn em ơi. Mình đẹp mình có quyền. Xin nó cũng có cái mắt kiếng nó gắn xong. Nhưng mà nó thông minh, nó để ra ngàn sau cái mẫu ác của nó. Ủa mà dạng kia cho nó mệt vậy? Đẹp có quyền. Dạ đúng rồi, mẹ con nói là đẹp có quyền. Trời đất ơi. Gin là thân với Thu Trang, còn Tú là thân với Tiến Luật. Tôi thấy ăn dầm nằm về với Tiến Luật, ăn nằm chung, rồi hả ăn ngồi chung, ăn hát đứng chung, hát hò quay clip rồi ngồi xoa đầu hói nữa. Có xoa cái đầu hói nữa. Trời ơi. Em ơi, xem dại dột cho em xem dám làm cái chuyện đó xoa cái đầu hói. Ê, nó biết trước nha, bệnh hói nó cũng lây đó nha cưng. Ủa vậy hả? Xoa hơi bị lây đó. Bé không biết sao mà mê Tiến Luật dễ sợ. Tôi không biết là thời gian nữa Thu Trang có giữ được chồng hay không. Chị không cần em đâu Kim. Từ đầu tới giờ em không hề để ý gì đến chị hết. Em chỉ hướng về mẹ của em. Phải thôi. Em mẹ mẹ em... tao hướng về chứ tao hướng về bà. Mà nói chuyện nghe nghe ngược à. Đó, bởi vậy á, hỏi vậy đó, ăn nói vậy đó, hỏi sao nào không bỏ rơi. Không ơi, số này Tú với Gin về luôn đội này được không? Tại vì thật sự, không, đây thật sự là trong phim là Gin đóng vai mẹ con với là Trang. Còn bên ngoài á là Tú cũng kêu Trang với Luật bằng ba má luôn. Trời đất ơi, sao em đẻ nhiều vậy hả Trang? Lần đầu tiên mà trong chương trình này có hai khách mời muốn về cùng một đội. Và bây giờ thì mời đội của Thành với Trang có quyền chọn ngược lại khách mời của chúng ta. Đây nè, để phân tích trước khi Thành với Trang chọn nè. Bây giờ chỉ chọn được một người đúng không? Thì người còn lại sẽ bị nhục. Đúng không? Đúng không? Chưa ghẻ ra là nhục lần một. Sau khi đó phải về đội đây đúng không? Đúng không? Bị cha đạp nữa. Nhục lần hai. Để coi được bao lâu. Được bao lâu? Vậy thì bây giờ thế này, trời cho không bằng trò chơi. Quảnh tù xì, phương pháp dân gian, ai thắng về bên đây. Thôi quảnh tù xì đi. Thua nhẹ nhàng, lết nhẹ qua bên kia. Năn nỉ quỳ lại. 1, 2, 3. Thắng. Em được về đội của Trấn Thành, Thu Trang. Còn em sẽ về đội của đó hai nhân vật kia đang dòm em với cánh mắt hình 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 mỹ ra mặt. Chết rồi Gin ơi, tội nghiệp con quá. Thương Gin quá, trời ơi. Em mất cười. Mất cười em mất cười. Sao mất cười em? Vì giống như em coi ở nhà em cũng tới cái đoạn, mấy cái đoạn mà giới thiệu vậy lại mất cười. Em không biết tại sao em mất cười. Thôi, niềm vui của thằng bé đơn giản. Vậy thôi là mất cười rồi đó. Hay xin nhỏ, lỗi, xin hay lỗi. Nhỏ tôi lo quá. Xin lỗi hai bạn, xin lỗi hai bạn nha. Còn của Trang, còn của Trang á. Không, thấy nhỏ tôi lo thiệt. Sao vậy? Tôi lo cho mấy đứa sắp yêu nó đó. Hãy xem những người đàn ông trưởng thành người ta nói chuyện. Tú, nói câu nào nghe cho nó nở mày nở mặt gia đình mình coi. Thấy rõ không? Tôi bỏ cái mắt kiếng xuống em. Không, em thấy rất là rõ. Thấy đó, rõ lắm, giỏi lắm. Em của tôi nó được lắm, nói cứ. Em chả hiểu gì hết. Không phải, tại vì clip ngắn quá. Nếu mà quay clip dài hơn thì mình dài biết. Quá thì ai cũng hiểu rồi con nha. Rồi qua. Được rồi. Qua luôn. Đây. Còn con em nữa. Xin con. Để thằng Gin nó nói đi. Hồi nãy nó cười không? Nó chưa có nói. Nó cười tại vì sao? Nó phát hiện được điều thú vị. Đó, bây giờ nó nói nè. Nói đi con trai. Không sao hết. Mình càng vấp ngã thì mình càng đứng lên, mình càng thành công. Hiểu không? Gin, mỗi lần cười á, em mở mắt em ra.
chứ mình đừng có nhắm con mắt lại mình không thấy được người ta. Rồi Xin ơi, nói một câu thiệt thông minh coi. Em mắc cười vậy không nghĩ gì. Ủa cái câu đó là thông minh hả ta? Dạ em xin lỗi mấy anh mấy chị, dạ em xin lỗi. Cái bé đó là cháu em. Rồi. Cái bên là em ruột em. Em ruột em hả? Ừ, công việc của em ruột em là làm quản lý trạm dừng chân. Giờ mới biết đúng không? Giờ mới biết đúng không? Giờ mới biết. Em ruột có ba ở xóm em á. Số 4 là ai của em? Số 4 là ai của em? Em không biết. Em biết luôn. Mày không hợp tác với ban tổ chức gì hết trơn cái thằng này. Hai đứa, Tú với lại Jin, mặc dù thương lắm như anh chị cũng nói trước, anh chị chỉ bao dung một lần thôi nha. Nha. Qua lần thứ hai mà còn như vậy nữa đừng nói sao anh chị ác ha. Còn Tú. Coi mấy người mà ta chín chắn nói chuyện. Cũng đẹp nè Tú ơi. Tú ráng em. Nãy giờ mình cũng rớt nhiều, ráng kéo lại. Với em thì em thấy anh có thể hát được. Ừ, vì tại sao? Tại vì nãy anh mở khẩu khá là chuẩn. Chưa có nghe ra đoạn sau. Là mở miệng á không? Dạ đúng rồi, mở khẩu hình á. Là mở khẩu không thôi, anh tưởng như là camera hay mấy chụp hình gì đó. Không, mở khẩu miệng rồi. Khẩu là miệng nè. Khẩu là miệng rồi. Khẩu là miệng rồi. Cái đó là mấy đứa nhỏ chưa trưởng thành. Em nghĩ rằng bạn này hát không có hay anh ạ. Vì sao cơ? Dạ em linh tính nó như vậy. Cái cảm giác, cái trực giác nó mách bảo. Bé này nói chuyện tâm linh quá ha. Em coi trên màn hình em không có nghiên cứu được nhiều anh ạ. Em không có tìm. Chứ ở đây anh nghiên cứu được nhiều. Chứ phải linh tinh chứ em ạ. Em phải suy đoán chứ, cái khẩu hình, cái cách lấy hơi người ta. Thu Trang thấy được cả cái cổ nó rung. Cổ rung cuống, nhưng mà cái cuống này rung mình cũng diễn được anh ạ. Cái cuống nào rung đâu, nào diễn đi. Đâu nào cuống như nào. Đâu. Đây là mày nuốt nước bọt con nhá. Đây là mày vừa nuốt nước bọt đấy. Thì giống như ha. Nó sẽ rung. Đâu rung đâu. Đâu. Hay là hát thử nào. Hai ba. Em nghĩ bạn này hát hay anh ạ. Vớ vẩn. Bạn này sẽ hát hay. Ủa sao đổi rồi? Đổi chiều rồi lẹ vậy. Ủa bây giờ cuối cùng là con hát hay không hay? Sau khi nghe Thành bắt bẻ hơi sợ quá, quyết định đổi ngược lại là hát con hay. Con phải có lập trường của con. Dạ hát không hay. Mẹ theo con. Dạ à, đổi nữa rồi. Nó mới hay đó, nó mới vừa hay. Mình thấy cái thần thái này sao em? À, tại em đeo kính nên không có thấy được thần thái. Mày ra đây nữa. Mày bỏ cái kính ra đi. Trời đất ơi. Nhưng đeo chi từ đầu chương trình tới bây giờ rồi không thấy. Nhưng mà em nghĩ rằng bạn này hát không hay. Tại sao? Tại vì em nghĩ rằng bạn này sẽ là một kiểu dạng là con nhà giàu của đại gia bán cá. Bạn không biết làm cá. Cơ sở. Trời ơi, bữa nay hai khách mời trời ơi trời. Trời ơi, bán cá cảnh mà nó nói người ta không biết làm cá. Thì là bán cá lóc, cá điều hồng. Con của bố mẹ mà bố mẹ là truyền thống mà làm bán cá, xong rồi giàu rồi đến con là con không thích theo nghề đó mà thích âm nhạc nhưng mà hát không hay. Trời ơi, phân tích vô cái profile luôn kìa. Vô gia đình người ta. Mà thích âm nhạc mà hát không hay luôn là nó biết luôn. Nhưng mà cuối cùng là hay không hay? Em nghĩ là hay. Ủa, em nghĩ là đâu, hay. Lập trường đâu? Không hay. Em nghĩ là không hay tại vì em ơi. Bây giờ em phải rút lại là hay hay không hay để chị biết chị còn theo. Hay hay không? Trời ơi lập trường quá. Hay không? Hay không? Hay không là tao hỏi mày hay không? Trang ơi Trang, không mấy giờ gọi điện kêu Diệu Nhi hốt Tú về được không? Thì đó. Chưa rối quá. Con Nhi nó xài hao quá. Nó xài con nhỏ một thời gian mà con nhỏ vô tri luôn. Đúng chính xác, hồi xưa con Tú nó bình thường lắm anh. Tự nhiên bây giờ không biết sao thuốc bao nhiêu vô nó cũng vậy, bị lờ luôn rồi. Bỏ đi, thôi qua đi. Có những loại đẹp trai nó hướng tới cái sự hát hay. Ủa sao em nói con đó em dòm con Jin không dòm con Tú? Nhưng có những loại đẹp trai nó hướng tới cái sự hát dở. Đúng không? Anh không thích em lắm. Tú à, anh phải truyền hồn báo danh cho em biết như thế này. Là anh không phải là tín luật đầu hói mà lúc nào nói là vậy. Không, ý là anh không phải là tín luật mà lúc nào cũng có thể là bao dung cho em nhá. Em hiểu không? Bỏ Nhi đi lấy ngày đi coi. Suối gì bậy bạ vậy? Nói giỡn thôi, ghẹo em thôi. Buồn chứ? Buồn chứ tuyệt vọng chứ đúng không? Đó, Tú nó muốn khóc rồi kìa. Em muốn khóc đúng không? Em nói đi, em muốn khóc đúng không? Bố mẹ em buồn lắm. Thấy chưa?
bố mẹ nó còn buồn mà đừng nói tới đó. Chưa, không, chưa phải, không phải bố mẹ không đâu, Diệu Nhi nó cũng buồn nữa. Buồn luôn. Rồi về nhà một ngày nào đó nó còn Diệu Nhi mà nó buồn quá rồi nó nghĩ quẩn làm sao? Nó tự tử là em, tự tử là thằng này sẽ đến thằng này thoải mái. Năm mấy rồi? Dạ năm 2 ạ. Năm 2 tức là còn 1 năm mới ra trường. Đang chắc chiêu từng cơ hội để có thể gọi là lên sóng truyền hình. Đáng lý có thể lên luôn đó. Để có thể tới vòng cuối cùng thì khán giả sẽ nhớ mặt thêm một chút nữa và có một cái giá trị tiền thưởng nhỏ nhỏ để gọi là hỗ trợ cho công việc học của mình. Nhưng một cái người rất nhiều tiền đã cướp đi cái số tiền đó bằng một cái sự lăng mạ đội bạn. Họ nói rằng nó tại sao vậy vậy? Tao rồi đưa anh Tú lên để chi? Để làm bình phong. Khi họ chửi sẽ họ chửi mình, đúng không? Nhưng thực ra là chửi một cặp. Và chửi luôn các bạn ngồi im lên nè. Người ta hát hay như vậy, nói nhỏ nhắn, nó xinh xắn như vậy. Giang nói đúng. Đã nói từ đầu rồi. Tất cả Giang đều nói đúng. Em, anh chân thành gửi đến cho em lời tri ân sâu sắc. À không, lời xin lỗi sâu sắc từ tận đáy tim anh. Như đã nói, em không nằm trong tầm ngắm của anh. Anh chọn là anh chọn cái ông phết mật ong nướng gà cái ô số 4. Tại sao vẫn chốt lại là số 1? Vì như chúng tôi đã nói, chúng tôi ưu tiên cho những cái người khách mời mà cái tầm nhìn họ hạn hẹp. Mà đẹp nữa. Mà đẹp nữa. Vì vậy chúng tôi không bao giờ dám làm trái lợi với lại cái lương tâm của tụi tôi. Tại vì khách mời họ đến đây, họ chơi được, họ hưởng. Thấy không? Đừng có nói như vậy. Sai. Em nói dù gì cũng là em út đi sau, mình là người kinh nghiệm của chương trình. Em nói chọn sai mình phải nói liền. Không sao. Theo. Mình chọn theo nghĩa là mình chấp nhận cho em nói sai. Thất bại là mẹ thành công, cho em nó dấp ngã rồi đường đời mới dạy, dạy cho em mới đứng dậy. Đã nói là mình ưu tiên cho cái đẹp. Đúng. Đẹp có quyền, cho nên là đẹp lựa thì bên đây xấu là phải theo. Nhưng bây giờ sao? Bây giờ mẹ quyết định là con đẹp hơn Tú. Chọn cái gì vậy? Trời ơi. Hả? Chọn là lỗi người ta kìa, thấy chưa? Trời ơi, bà mẹ lật mặt. Rồi em mới nói. Này em tự tin lắm, em hạnh phúc vì có một gia đình luôn bảo vệ mình. Và đến bây giờ phút này khi em chọn sai. Anh thì... đang ở bên em. Nãy không, nãy anh cũng đi luôn rồi. Không, bậy. Nãy anh đi. Đó là anh dùng cái kế tương kế tụ kế để người ta đừng cười. Cái việc đầu tiên khi mình sai là mình phải biết nhận lỗi. Chứ không phải là đứng mình đổ lỗi cho nhau. Cuối cùng người đau vẫn là cái người này. Người ta không cười vô mặt gia đình mình được, em hiểu không? Trời ơi, bé nó xinh như vậy. Người ta không cười vô mặt mình nhưng mà người ta cười vô mặt em. Thì mày phải chịu rồi, mày nhỏ mày phải chịu. Gia đình, gia đình, gia đình. Anh xin lỗi em nha Vĩ, anh chân thành xin lỗi em. Đi lên trên đó, ôm người ta một cái. Hung nhẹ người ta một cái đi. Tôi nói thiệt, sau số này mà nó không chia tay gì như tôi làm con. Anh xin lỗi em nha Vĩ. Ôm nhau cái đi nè. Rồi ôm đi. Rồi hai đứa dắt nhau vô trong luôn đi. Thì em đang phân vân giữa là giữa hát hay và không hát hay. Nhưng mà em nghĩ rằng là không hát hay. Bé này được cái phân tích nãy giờ cái cuối cùng quầy vốn rồi nè. Nè cái mặt anh cứng luôn. Và Jin, ý kiến của em thế nào? Em nghĩ ý kiến của em cũng giống như chị anh Trường Giang vậy. Biết vậy khỏi hỏi. Em nói ý của đi em đi. Thôi khỏi. Biết vậy mai mốt anh cho qua luôn, khỏi hỏi anh Jin. Thôi mai mốt anh cứ hỏi nó trước đi để khỏi giống ai hết. Ok, ý kiến này hay, anh ghi nhận. Không có đâu, nói em ý kiến giống vòng đầu á. À, nãy giờ đó là cái đội của tụi tôi là nói ra đó là bị người ta trù dập. Rồi tụi tôi đồng lòng, tụi tôi hướng về một người thì cái người đó ra hay trọng lòng. Thì bây giờ tôi thấy cái giá trị tôi hạn hẹp quá trong cái show này. Nên cái trách nhiệm còn lại anh giao cho em. Nói cho dài vô. Em đã là đàn ông, mình phải chịu trách nhiệm. Nãy giờ anh chịu nhiều lắm rồi. Anh để ra là anh nghĩ là em nên gánh vác một phần nào đó cho anh. Em chọn nhập cuối luôn. Được, em quyết định chọn số 5. Số 5 là đây hả? 5 đi. Bỏ bán chè hả tội nghiệp vậy?